nào là biến kêu rồi vô đụng gió này là kêu hết. Tới mức đó là trở lên phang lên á. Nhận rồi, nhận mà không nhau ha. Siêu. Ông Năm nó thả bển dữ không, là bữa nay ông Năm hai con thả gì nó thả ít. Giảm gió rồi bắt đầu tụt ạ. Yeah, bây giờ thấy một cái à. Qua lớn. Dân cũng gan dữ. Kêu á cùng găm đó. Giống như dân thật con chứ bự trầm hơn nữa, tại nó chưa có hơn. Chưa có kêu được á, mạnh là nó kêu được. Tư nó bay dựng không gió này.
nào nó chi nhơi não dây bà nó lắc lắc rồi lắc lắc rồi nhiều ông sáu cũng còn nhà mình thấy cái vậy mà kêu là con diều ăn nói của ổng. Anh mua cái dây mã lai á. Gió nó văng nó làm nó bị cứng nào nó chịu kêu quay lắm. Ừ. Yếu mà gió thường thường kêu gặp lên cái này là nó tè. Căng tiếng rồi đó. Xuống đó là lên, xuống là lên. Không nào. Mà chọn dây 12 mà mình phân cái não chứ cái này là cũng chắc dữ rồi chứ. Có độ có dáng. Rồi giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Gió quá mạnh. Chào các bạn nha.